Tối qua ngày 3 tháng 8 tại thành phố Đà Nẵng, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội chợ Quốc tế Thương mại Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2022, Hội chợ EQUEC Đà Nẵng năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tham dự lễ khai mạc. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng nhiều cán bộ Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đông đảo bạn bè quốc tế. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, Hội chợ Quốc tế Thương mại Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây là sự kiện thường niên được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các địa phương trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây giới thiệu các thành tựu phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là dịp để các nước, các địa phương nước ngoài, tổ chức quốc tế có quan hệ ngoại giao với thành phố Đà Nẵng trưng bày, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư đến với doanh nghiệp, du khách, người dân thành phố và các tỉnh thành trong khu vực. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Đặc biệt nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào. Điều này một lần nữa khẳng định vai trò của thành phố Đà Nẵng là trung tâm kinh tế xã hội của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, là điểm cuối của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng giao thương với các nước trong khu vực và quốc tế. Hội chợ năm nay có quy mô 419 gian hàng của 235 doanh nghiệp đến từ các địa phương trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây cùng một số tỉnh thành trong cả nước và 8 tổ chức quốc tế. Hội chợ trưng bày giới thiệu các sản phẩm gồm điện, điện tử, thiết bị công nghệ, đồ gia dụng, đồ gỗ, trang trí nội thất, dệt may, thời trang, hóa mỹ phẩm, dịch vụ du lịch, logistics. Theo ghi nhận của ban tổ chức, năm nay số lượng các tỉnh thành tham gia hội chợ tăng 36% và tỷ lệ các doanh nghiệp lần đầu tham gia tăng 40%. Cái hội chợ lần này sau cái bối cảnh đại dịch vừa qua thì đây là một trong những hội chợ mà đã tái khởi động lại sau bối cảnh đại dịch Covid vừa rồi, và chúng ta cũng thấy rằng là hôm nay với cái sự tham dự rất đông đảo của các doanh nghiệp kể cả trong nước và ngoài nước cũng như là các bạn bè quốc tế, thì chúng ta cũng phải đánh giá rằng là đã cái hội chợ lần này đã có cái sự thành công trong cái việc mà kêu gọi các cái doanh nghiệp trong cái việc mà tái khởi động lại phục hồi trong cái bối cảnh phục hồi nền kinh tế sau đại dịch. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, qua các chuyến công tác của đoàn lãnh đạo thành phố và Sở Công Thương tại các tỉnh Nam Trung Lào vừa qua, số lượng doanh nghiệp các tỉnh Nam Trung Lào như Khamuan, Salavan, Sekong, Champasak, Savannakhet, Atapu đã có sự quan tâm đăng ký tham gia hội chợ đông hơn nhiều lần so với các kỳ trước. Chúng tôi đến đây với mục đích là để mang của tỉnh Salavan đến với thị trường của Việt Nam, để làm thế nào mà cái sản phẩm của chúng tôi đưa đến sản phẩm thị trường quốc tế, tầm cỡ quốc tế, với lại là để các doanh nghiệp của Lào có sự cạnh tranh với nước ngoài. Hội chợ EQUEC Đà Nẵng là chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, được tổ chức thường niên từ năm 2007 đến nay nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế, xã hội, đầu tư, thương mại và du lịch của các địa phương với các tổ chức doanh nghiệp, nhà đầu tư trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây và các tỉnh trong khu vực. Sau khi nghỉ dịch thì tôi được tham gia cái hội chợ này thì tôi cảm thấy rất là phấn khởi, và khi mà tham gia thì thấy là khách ở đây rất là quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Và qua cái kỳ hội chợ này thì tôi rất là mong muốn đưa cái sản phẩm chất lượng tốt, uy tín đến tận tay người tiêu dùng tại Đà Nẵng và lan tỏa cái giá trị sản phẩm của tỉnh Thái Nguyên của chúng tôi đến với du khách trong nước và quốc tế. Trong khuôn khổ hội chợ, nhiều hoạt động sẽ diễn ra như diễn đàn phát triển dịch vụ logistics, ngày hội sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam, hội thảo về giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh giai đoạn trong và sau thời kỳ Covid-19 cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, hội nghị kết nối cung cầu Đà Nẵng năm 2022, chương trình giới thiệu sản phẩm, bán sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội chợ mở cửa tự do đón khách tham quan mua sắm từ 8:30 đến 22:00 và kéo dài đến ngày 8 tháng 8.